Chào các bạn nhé, ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái bài số 9 của chương trình lịch sử lớp 12, quan hệ quốc tế trong và sau cái thời kỳ chiến tranh lạnh. Thì như chúng ta đã biết là sau cái thế chiến thứ hai á, thì cái chiến tranh lạnh giữa hai cái siêu cường quốc đó là Liên Xô và Mỹ, thì chính cái chiến tranh lạnh này đã chi phối toàn bộ các cái quan hệ quốc tế ở trong và sau cái giai đoạn này. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số những cái quan hệ chính. Thứ nhất là tìm hiểu về cái mâu thuẫn Đông Tây và cái sự khởi đầu của chiến tranh lạnh. À, các bạn đã biết được về cái mâu thuẫn Đông Tây á, về cái nguồn gốc. Nguồn gốc ở đây thì chúng ta biết được là sau chiến tranh thì cái quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ là đã chuyển từ một cái gọi là liên minh chống phát xít sang cái thế đối đầu, tức là họ đã chuyển từ liên minh sang đối đầu với nhau và bắt đầu một cái tình trạng gọi là tình trạng chiến tranh lạnh. Vậy thì nguyên nhân ở đây là do có cái sự đối nhập về mục tiêu và về chiến lược. Cụ thể về mục tiêu của Liên Xô thì chủ trương là duy trì hòa bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh cái phong trào giải phóng dân tộc ở thế giới. Tuy nhiên, còn chủ trương của Mỹ thì chống phá lại Liên Xô và cái phe xã hội chủ nghĩa và chống phá cái phong trào cách mạng với một cái mưu đồ rất là to lớn của Mỹ, đó là làm bá chủ thế giới. Và cái thứ hai là Mỹ cũng lo ngại cái sự ảnh hưởng của Liên Xô và các nước Đông Âu, tức là hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, cùng những cái sự thắng lợi của các cái nước như là Trung Quốc và hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ra đời. Thì từ cái việc mà lo ngại này thì Liên Mỹ lại rất là sợ là các cái quốc gia này họ sẽ cạnh tranh với Mỹ. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là sau Thế chiến thứ hai thì Mỹ là một cái nước tư bản rất là giàu mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì Mỹ không có tham gia cái cuộc chiến này, do đó là Mỹ là độc quyền về vấn đề vũ khí nguyên tử này, và tự Mỹ lúc này cho rằng mình là có quyền lãnh đạo thế giới. Thì đấy chính là các cái nguyên nhân. Nói vậy thì các bạn nắm cho các nguyên nhân này thì chúng ta sẽ có các cái câu hỏi trắc nghiệm ở cái phần kế tiếp. Vậy thì diễn biến như thế nào? Ta sẽ có cái diễn biến đầu tiên, đó gọi là diễn biến khởi đầu. Diễn biến khởi đầu được đánh dấu bằng một cái sự kiện vào ngày 12 tháng 3 năm 1947, là Tổng thống Truman đã gửi một cái thông điệp tới Quốc hội Mỹ và khẳng định sự tồn tại của Liên Xô. Khẳng định rất là rõ này, sự khẳng định của Liên Xô là nguy cơ lớn với Mỹ và đề nghị viện trợ cho Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, biến hai nước này thành căn cứ tiền phương để chống Liên Xô. Đó, như vậy thì đây là một cái sự kiện khởi đầu tiên. Các bạn phải nắm được, đấy, kể cả những cái tên ông Tổng thống đó là Truman này. À, sau này có những cái câu hỏi trắc nghiệm nó có liên quan thì các bạn chiến nó rất là ngon lành thôi. Truman nó gửi tới Quốc hội của Mỹ nha. Đó. Với một cái sự khẳng định rất là dữ dằn như thế. Và cái sự kiện này người ta gọi tắt đây chính là học thuyết Truman. Đó, học thuyết Truman nhé các bạn. Học thuyết Truman. Và cái diễn biến tiếp theo trong cái sự kiện khởi đầu này, đó là củng cố chính quyền, phản động và đẩy lùi phong trào đấu tranh ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Và cái thứ ba là muốn biến hai cái nước này trở thành gì? Cái gọi là giống như chân sau đó, bàn đạp để tấn công Liên Xô và các nước Đông Âu. Cái đấy là sự kiện khởi đầu. Thì với cái sự kiện khởi đầu này thì tiếp đến là một cái kế hoạch gọi là kế hoạch Marshall. Kế hoạch Marshall vào tháng 6 này, đây tháng 3 và đây tháng 6 nha. Kế hoạch Marshall vào tháng 6 năm 1947. Đó. Kế hoạch này thì như sau. Là Mỹ đã viện trợ là 17 tỷ đô la để giúp tờ Elfin khôi phục cái kinh tế. Đó. Và thứ hai là nội dung của cái kế hoạch Marshall của Mỹ là đã tạo nên sự đối lập về kinh tế, sự đối lập về kinh tế chính trị giữa các nước Tây Âu và các cái nước Đông Âu. Đó. Đây, bạn biết bởi vì các nước Đông Âu thì do Liên Xô là
đỡ đầu, và Liên Xô là gì dìu dắt để phát triển, còn Tây Âu này lại là Mỹ nha. Đó, vậy thì đây là cái kế hoạch gọi là kế hoạch Marshall. Không dừng lại ở đó thì Mỹ còn thành lập cái tổ chức gọi là Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO, vào 2 năm sau, tức là ngày 4 tháng 4 năm 1949. Thì cái hiệp ước này, đây là một cái liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mỹ cầm đầu để chống lại Liên Xô và các nước Đông Âu. Đó. Đấy, vậy thì các bạn biết là cái hiệp ước NATO này sau này thì Liên Xô để thực hiện lại, thì Liên Xô cũng phải có những cái tổ chức. À, tháng 1 năm 49 thì Liên Xô và Đông Âu đã thành lập cái hội đồng tương trợ. Hội đồng tương trợ nha. Tháng 1 năm 49 này thì Liên Xô đã thành lập hội đồng tương trợ, để đến tháng 5 năm 1955 thì lại thành lập một cái tổ chức hiệp ước gọi là Warsaw. Các bạn lưu ý Warsaw này thì đây là một cái tổ chức cũng là về vấn đề liên minh chính trị quân sự để phòng thủ các nước xã hội ở châu Âu. Tức là hiệp ước Warsaw này ra đời để nhằm chống lại cái hiệp ước Bắc Đại Tây Dương của Mỹ, hay gọi là NATO. Vậy thì sau này khi có các câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn cứ nhớ NATO và Warsaw. Đó. Đây là gì? Hai cái hiệp ước mà sẽ mang tính chất gần như là gì? Đối đầu nhau. Rồi, vậy thì ở đây các bạn lưu ý sự ra đời của NATO rồi Warsaw cùng cái kế hoạch Marshall ở trên, và cái khối xếp này tức là gì, hội đồng tương trợ đó của Liên Xô thành lập đó, đã đánh dấu một cái sự sáng lập cục diện hai cực, hai phe gọi là chiến tranh lạnh đã bao trùm toàn bộ cái thế giới. Đó, vậy thì đây chính là gì, bối cảnh và cái bức tranh của cái mâu thuẫn Đông Tây. Được chưa? Thì trên cái cơ sở bức tranh mâu thuẫn Đông Tây mà được hình thành và thực hiện như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự đối đầu. À, cụ thể thì cái cuộc chiến đối đầu Đông Tây là gì? Rất là ác liệt. Ác liệt như sau. Thì chúng ta biết được trong cái thời kỳ này thì hầu như tất cả mọi cuộc chiến tranh hoặc xung đột quân sự ở các khu vực trên thế giới đều đều là gì, những cái cú hích có liên quan tới tới cái sự đối đầu của hai cái cường quốc này. Đó, vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung thứ nhất. Đó là chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp năm 1945 đến năm 1954. Sau chiến tranh Thế chiến 2 á, thì Pháp đã quay trở lại Đông Dương, và nhân dân Đông Dương đã kiên cường chống Pháp và được sự giúp đỡ của Trung Quốc, của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Thì từ năm 50, Mỹ can thiệp vào cái chiến tranh Đông Dương, và cái cuộc chiến này thì ngày càng chịu cái sự tác động của hai phe gọi là gì, đối đầu đây nè. Và sau cái dấu mốc Điện Biên Phủ của nước ta đó, thì Hiệp định Geneva được ký kết và đã công nhận cái toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương. À, và tuy nhiên thì công nhận như vậy nhưng mà Việt Nam vẫn tạm thời bị chia cắt làm hai miền, ở lấy cái vĩ tuyến 17 làm ranh giới, và Hiệp định Geneva đây là một trong những cái thắng lợi thôi của nhân dân ba nước Đông Dương. Đó thì đây là gì, một cái dấu mốc đầu tiên, đó là chiến tranh đầu tiên ở Đông Dương nha. Đó, vậy thì cái nội dung thứ hai đấy là cuộc chiến ở Triều Tiên, cũng cùng với cái thời gian ở Đông Dương như thế, thì ở Triều Tiên từ năm 50 đến năm 53 thì Triều Tiên cũng bị chia làm hai cái miền và lấy cái vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Miền Bắc á, vĩ tuyến 38 này, phía Bắc của Triều Tiên thì do Liên Xô cai quản, và phía Nam thì là Mỹ. Đó, các bạn lưu ý những cái này là đã trắc nghiệm cho các bạn rồi. Và cái thứ hai là đến năm 48 thì với cái bối cảnh là chiến tranh lạnh, hai miền Triều Tiên thì đã thành lập được hai cái quốc gia riêng ở hai bên vĩ tuyến 38, tức là ở phía Nam á, thì lập cái nước gọi là Đại Hàn Dân Quốc, tức là phía Nam này là do gì, do Mỹ quản lý đó, và ở phía Bắc này thì là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đó. Đấy, các bạn lưu ý cái mốc sự kiện là năm 1948 nha.
năm 50 đến năm 53. Từ năm 50 đến năm 53 thì chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, có sự chi viện của Trung Quốc và của Liên Xô. Đó, và đến năm cũng là năm 53 thì cái hiệp định đình chiến được công nhận, vĩ tuyến 38 là ranh giới quân sự. Và cái chiến tranh Triều Tiên đây là sản phẩm của chiến tranh lạnh, và đây cũng là một cái sự đụng đầu trực tiếp giữa gì hai cái phe chủ nghĩa xã hội và tư bản chủ nghĩa. Rồi, tiếp theo là cái cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở cái giai đoạn 54 cho đến năm 1975. Thì như chúng ta biết, sau năm 54 thì Mỹ đã ký một cái hiệp định Geneva, à xin lỗi, Pháp ký hiệp định Geneva đó. Và lúc này thì Mỹ cũng đã nhảy vào hất cẳng Pháp và dựng lên một cái chính quyền, chúng ta đấy là chính quyền Ngô Đình Diệm. Và cái âm mưu của Ngô Đình Diệm cũng là chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, và đây là một cái căn cứ quân sự của Mỹ. Và Việt Nam đã trở thành điểm nóng trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Vì sao lại trở thành điểm nóng? Bởi vì tại đây thì Mỹ đã tiến hành ba cái cuộc chiến tranh. Đó, nó là chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh và chiến tranh gì đặc biệt đó, đúng không? Vậy thì với cái điểm nóng như vậy thì chiến lược toàn cầu của Mỹ đã thực hiện với cái mục đích là gì? Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc và làm suy yếu cái phe xã hội chủ nghĩa. Đó. Và một cái điểm nữa là chiến tranh ở Việt Nam trở thành một cái cuộc chiến cục bộ lớn nhất và phản ánh rõ nét nhất về cái mâu thuẫn giữa hai phe. Cuối cùng thì mọi chiến lược chiến tranh của Mỹ, như tôi đã nói ở trên, bị phá sản bởi cái hiệp ước Hiệp định Paris. Tức là sau khi chúng ta đã chiến thắng thành công ba cái cuộc chiến tranh của Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam á, thì Mỹ phải ngồi với chúng ta ở cái bàn đàm phán, đó là Hiệp định Paris được ký kết năm 73, và phải cam kết về cái việc tôn trọng độc lập, thống nhất chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, và buộc Mỹ phải rút quân và cam kết không dính líu về quân sự hoặc can thiệp về chính trị với Việt Nam nữa. Và đến năm 1975 thì nhân dân Đông Dương đã kết thúc toàn bộ cái thắng lợi. Đó, mà cụ thể như nước ta thì vào 30 tháng 4 1975 là bằng cái đại chiến mùa xuân, đúng không? Đấy, giải phóng mùa xuân năm 1975 thì chúng ta đã có một sự thống nhất Bắc Nam. Chưa? Đấy, như vậy thì đây là một trong những cái minh chứng về vấn đề đối đầu Đông Tây giữa Mỹ và Liên Xô trong cái chiến tranh lạnh. Đấy, như vậy thì đây chúng ta có thấy là nó có hai cái nội dung có liên quan đến Việt Nam, nó thời kỳ 4 năm 54, gọi 54 đến 75 đó. Và một cái quốc gia gọi là Triều Tiên thì chia cắt làm hai miền. Đó. Vậy thì đấy, cái phần số 2 là cái sự đối đầu Đông Tây nha. Rồi cái thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là về cái xu thế hòa hoãn Đông Tây. Như vậy thì sau khi dính líu về những cái chiến tranh nêu trên ấy, thì bắt đầu thế giới này đã có một cái sự hòa hoãn Đông Tây ác liệt. Nó hòa hoãn ở đây là có những cái biểu hiện cụ thể như sau. Đầu những năm 70 mà xuất hiện với cái cuộc thương lượng của Xô Mỹ, tức là năm 72 hai nước Đức đã ký lại cái tại tại thị trấn Bonn về cái hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức để làm tình hình châu Âu bớt căng thẳng đi. Và đến năm 72 thì Mỹ và Liên Xô cũng thỏa thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược và ký hiệp hiệp ước chống tên lửa đạn đạo, gọi là ABM. Đó, hiệp ước chống tên lửa đạn đạo. Và cái hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược SAN. Đó, đây là một trong những hiệp ước mà đã đánh dấu được một cái sự hình thành cân bằng về quân sự và vũ khí hạt nhân giữa hai cái siêu cường quốc này. À, đến năm 1975 thì 33 nước ở châu Âu và Mỹ cùng Canada cũng đã ký một cái hiệp định gọi là định ước Helsinki.
NCK này đã khẳng định những cái nguyên tắc quan hệ giữa các quốc gia và sự hợp tác giữa các nước tạo lên một cái cơ chế giải quyết vấn đề liên quan đến hòa bình ở các cái châu lục này. Năm 85 thì Liên Xô và Mỹ tiếp tục là tăng cường gặp gỡ ký kết nhiều những cái việc hợp tác. Đó, như vậy thì cái biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông Tây này, tức là thông qua những cái chính sách về đối ngoại ấy của cả gì của cả Mỹ, của cả Liên Xô với các cái khu vực cũng như với các cái quốc gia trên thế giới, bằng những cái hiệp ước, bằng những cái hiệp định mang tính chất là gì, để thỏa ước thỏa thuận. Đó, vậy thì đây là những cái biểu hiện ban đầu rồi. Và cái nội dung thứ hai là cái sự kết thúc của chiến tranh lạnh. Chúng ta biết là tháng 12 năm 89 ấy, tại Manta. Manta đây là một trong những cái nơi gọi là thuộc của Địa Trung Hải. Thì tại khu vực này thì Mỹ và Liên Xô đã tuyên bố là chấm dứt cái chiến tranh lạnh để củng cố cái vị thế của mình trên trường thế giới. Về nguyên nhân vì sao mà họ lại kết thúc, bởi vì sao? Bởi vì cả hai nước này đều quá tốn kém và giảm rất là nhiều những cái thế mạnh của mình, bởi vì hai nước là lo để chạy chạy đua với nhau trong cái cuộc chiến này. Và cái thứ hai á, nguyên nhân thứ hai là Đức, Nhật, Tây Âu họ đã vươn lên rất là mạnh mẽ và trở thành những cái đối thủ cạnh tranh là gì, gay gắt đó, tức là những quốc gia này. Và thứ ba là Liên Xô cũng đang lâm vào một cái tình trạng gọi là trì trệ và khủng hoảng. Ở đến năm này thì Liên Xô chuẩn bị là gì, bị tan rã đó. Và thứ tư là Liên Xô Mỹ đã thoát khỏi cái thế đối đầu để ổn định và củng cố địa vị của mình. Như vậy thì khi mà chiến tranh lạnh kết thúc thì có ý nghĩa của nó đó là gì? Chấm dứt và mở ra rất là nhiều chiều hướng giải quyết hòa bình các tranh chấp xung đột ở nhiều khu vực khác nhau như là Afghanistan, Campuchia, Namibia, vân vân. Đó, vậy thì đây chính là những cái nội dung về về chiến tranh lạnh, cũng như là những cái xu thế đối đầu của nó trong cái thời kỳ. Vậy thì đấy là trong thời kỳ chiến tranh lạnh chúng ta đã tìm hiểu như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sau thời kỳ chiến tranh lạnh thì như thế nào. À, sau khi mà đã chấm dứt vào năm 89, Mỹ Liên Xô tuyên bố là chấm dứt, thì từ năm 89 cho đến 91 đó, chúng ta biết là ở Liên Xô và Đông Âu tan rã cái hệ thống chủ nghĩa xã hội. Đó, do cũng có rất là nhiều những cái nguyên nhân. Và cũng theo đó thì cái khối tương trợ kinh tế cũng phải gì, cũng phải giải thể. Đó. Và đến năm 91 thì cái tổ chức gọi là tổ chức Warsaw. Warsaw này của ai ạ? Cũng của Liên Xô phải không? Đó, cũng là gì, chấm dứt. Và lúc này trật tự hai cực IANTA là sụp đổ hoàn toàn. Và cái phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu và châu Á đã bị mất đi. Và ảnh hưởng của Mỹ cũng bị thu hẹp. Vậy thì đây là sau chiến tranh thế giới thì có những như thế. Và từ năm 91 thì cái tình hình thế giới đã có rất là nhiều những cái sự thay đổi và phức tạp. Là cái trật tự hai cực IANTA đã sụp đổ và một cái trật tự đa cực đang hình thành nha. Đó, một cái trật tự thế giới đa cực đã và đang hình thành. Và các cái quốc gia đã tập trung về vấn đề kinh tế. Đó, bởi chúng ta học trong triết học, kể cả là kinh tế tư bản chủ nghĩa hoặc là gì các cái vấn đề của Mác Lênin thì chúng ta thấy là gì, kinh tế vẫn là một trong những cái giữ vai trò chủ đạo đấy. Do vậy là các quốc gia này họ đã tập trung rất mạnh về vấn đề phát triển kinh tế, và Mỹ cũng đang là ra sức thiết lập một cái trật tự đơn cực để làm bá chủ thế giới. Tuy nhiên thì cái này rất khó để thực hiện và cho tới bây giờ thì Mỹ cũng chưa thể thực hiện được, đúng không? Kể cả đời tổng thống Trump mới lên bây giờ, mặc dù có những cái phát biểu của ông hứa trước nhân dân, trước quốc hội cũng rất là nhiều về đề cập tới vấn đề đơn cực này, tuy nhiên thì chưa thực hiện được. Và sau chiến tranh lạnh thì rất là nhiều các cái khu vực đã không còn ở cái thế ổn định,
như trước nữa, và đã xảy ra rất là nhiều những cái nội chiến và xung đột kéo dài, đặc biệt là ở khu vực Trung Á và khu vực chỉ châu Phi. Mà sang thế kỷ 21 thì cái xu thế của thế giới đó là hòa bình, hợp tác, phát triển. Đó. Cái xu thế này đang diễn ra rất là yên bình. Thì một cái sự kiện vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, nó sự kiện thì khủng bố cái tòa nhà của Mỹ, đúng không ạ? Đấy, đã đặt cho các cái quốc gia đứng trước một cái thử thách lớn nữa, đó chính là chủ nghĩa khủng khủng bố, với nguy cơ là gì? Rất là khó lường. Đó. Và ngày nay ấy, thì các quốc gia dân tộc vừa có thời cơ phát triển thuận lợi, tuy nhiên thì cũng phải đối mặt với những thách thức là rất là gay gắt. À, như vậy thì đây là một trong những cái nội dung cơ bản tôi tóm tắt cho các bạn ở bài số 9. Ngoài ra các bạn có thể nghỉ ít phút để chúng ta làm các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh cái bài số 9 này.